chơi sinh tử. Này chúng mày, tao mê mấy cái bộ phim mà trò chơi sinh tử này lắm ấy. Không ngờ bây giờ chỗ mình lại có chương trình thực tế. Hay bọn mình tham gia, đây. Tao sẽ tham gia. Này, chúng mày cũng tham gia cùng đi. Ăn 200 triệu đấy. Tham gia nhá. Chơi nhá. Ê, cho tham gia với. 2, 3. Cày. Này, ban tổ chức thông báo ấy là nếu ai muốn đầu hàng thì hãy rung chuông 3 hồi để nhân viên định vị sẽ tới cứu. Không biết ai trong team mình sẽ sống sót được đến 7 giờ tối, nhận được 200 triệu và thi đấu với những đội khác nhỉ? Mà họ bảo người bị loại ở đây là loại kiểu gì nhỉ? Chắc là giả chết, như cái trò chơi đánh trận giả mà bọn mình hay chơi ấy. Ê, háo hức phết nhỉ? Ê, bắt đầu đi. Ấy, xài đề. Ê, thằng Long, sao mày lại ở đây? Thì cũng như chúng mày thôi. Kệ nó, đi. Đi với. Mình làm. Này, sao lại đi với? Mày cứ bám theo bọn tao làm gì đấy? Thì tao cũng tham gia trò chơi sinh tử. Đi cùng đường là đúng rồi còn gì. Cái thằng này. Thôi, nhìn mặt nó là tao thấy có điểm rồi. Thôi, đi nhanh đi. Không nó tới điểm tập kết trước đấy. Đi. Đi. Rồi, bây giờ tao với cái Tuyến sẽ đi tìm suối để lấy nước, ok? Còn chúng mày ở đây ấy, kiếm xung quanh xem có cái cây cỏ hay là cái gì không để nấu để ăn, ok? Rồi, đi đi. Cái Tuyến, đi. Đi chúng mày. Bên này đi. Bên này đi. Con kia. Mày đang đi sinh tồn đấy, không phải đi ra ngoại đâu nhá. Cái gì đấy? Cái gì? Uầy. Chân của tớ. Không có. Nhìn cái tướng ngủ thôi là biết không nên cơm cháo gì rồi. Chán thật. Sao đấy? Sao đấy? Nó dẫm vào bẫy thú. May cao số chưa quẹt chân. Nhưng mà tôi đau lắm. Đau quá thì rung chuông đi, cho ban tổ chức đưa nó đi viện. Không, tôi không muốn dừng lại đâu, tôi muốn chơi tiếp. Nhưng mà chân chị đau thế kia thì chơi kiểu gì? Trò này trò chơi sinh tử, tất cả phải đấu với nhau, không ai hỗ trợ nhau được đâu. Đúng rồi đấy. Bây giờ chân mày đau thế này, nhỡ nó có thế nào cái thì có mày bố mày thịt luộc bọn tao à? Không nói nhiều, tao quyết định rung chuông đầu hàng cho mày. Ê, cái gì đấy? Đứa nào đầu hàng à? Việc nhà mày à? Rung chuông rồi, bây giờ chờ thôi. Ui, cái gì đây? Nào, xuống. Giờ sáng hôm nay, tất cả mọi người phải tìm ra một người phải chết. Trong vòng 5 phút, không chọn ra được người thì người bị loại sẽ được chọn ngẫu nhiên. Giấy này là của bên ban tổ chức à? Sao nghe sợ thế? Lo cái gì? Chắc là phép thử của bên ban tổ chức để cho chương trình tăng thêm phần gay cấn hấp dẫn thôi. Chắc là dọa cho vui ấy mà. Đúng đấy, không phải lo đâu. Ê, bây giờ bọn mình luộc măng ăn tạm đi. Được đấy. Tao cũng có tìm thêm được mấy cái mộc nhĩ, luộc ăn cùng măng luôn. Anh Hiếu ơi, em thích ăn mộc nhĩ lắm. Nãy tao cũng tìm được một ít nấm ấy. Tốt rồi, thế bây giờ cho tất vào nồi ấy, luộc thập cẩm xong rồi chấm với muối mà ăn nhá. Thế kia, thế mày không tìm gì mà ăn đi à? Anh Long anh như con gấu mùa đông rồi, không cần ăn cũng được. Thôi đi kiếm củ đây. Kiếm củ đây. Ngồi đây nha. À đây rồi, tao vặt cho cái lá. ổn không? Rồi nhá, ngồi đây. Xong, thấy chưa? Hôm nay toàn đồ heo thì thôi, ăn cho đỡ thành heo nái. Ô, con kia nó ngủ gật rồi kìa. Để tao gọi. Dậy dậy ăn đi má ơi. Đây. Đây. Ôi, Tuyến ơi. Ôi, chúng mày em nó làm sao ấy? Ôi, mày không phải sợ đâu. Nó ngủ say quá đâu chứ không phải chết đâu. Lo cái gì? À thế à? Thế này. Dậy đi. Dậy. Mày nó ngủ say quá, mày ra mày gọi xem nào. Tuyến này. Tuyến. Tuyến này. Ôi mày ơi. Sao thì không? Sao đấy? Nó tắt thở rồi. Cái gì? Mày nói thật không đấy? Chúng mày ơi. Sao ấy chị? Tim của chị đấy không đập nữa à? Sao lại như thế được nhỉ? Rõ ràng nãy nó vẫn còn bình thường cơ mà. Sao 30 phút sau lại ngất lịm như thế này? Em sợ quá anh chị ơi. Bây giờ phải làm như nào? Sao từ lúc mình rung chuông nó cũng phải 30 phút rồi. Sao không có ai đến nhỉ? Chắc là vừa nãy tín hiệu chuyển đến ban tổ chức bị trục trặc. Để tao rung thêm lần nữa. Thôi, đừng lắc nữa. Bây giờ tao nghĩ bọn mình cõng nó ra khỏi chỗ này, rồi đưa nó đi bệnh viện đi. Chứ tao nghĩ nó chỉ chết lâm sàng thôi. Đúng rồi đấy, đi thôi. Ơ, mà khoan đã anh chị ơi. Có phi tiêu cắm vào người chị Tuyến này. Phi tiêu này đâm vào người nó lúc nào đấy? Các anh chị còn nhớ cái phi tiêu lúc nãy không? Người ta đã nói là chúng ta phải chọn một trong 5 người chết. Nhưng mà chúng ta chưa chọn nên... Ý mày là mình chưa chọn nên họ sẽ chọn theo ý của họ à? Thế nghĩa là cái Tuyến phải chết. Thế tức là bọn mình đang gặp nguy hiểm đấy. Lúc đầu họ nói là người chơi sẽ tự đấu với nhau, ai thua sẽ bị loại. Thế mà giờ họ lại can thiệp giữ quyền sinh tử à? Em chỉ nghĩ bị loại là phải rời khỏi cuộc chơi thôi. Ai ngờ họ ra tay giết thẳng. Hay là bọn mình rút đi. Tao có linh cảm không tốt đâu. Hầu hết trong những bộ phim trò chơi sinh tử, cái kết là cả lũ đều chết hết. Được rồi, tới nước này rồi thì mình tự rút đi. Phải cõng nó ra ngoài để xem có cứu được không đã. Này, thế bây giờ mày cõng nó Hiếu nhá. Được rồi, để tao cõng cho. Lo cái gì, nó là bạn mình cơ mà. Tao nghĩ nó chưa chết đâu, đi. Này, tao đi với. Được rồi, mày đi đi, không chết cả lũ bây giờ. Nào, cầm ba lô nữa đã. Tao, Tao ơi, Tao dậy đi, Hùng, Hùng ơi, Hùng, dậy đi, này, thằng Long. Ôi dồi ôi, đau thế. Dậy đi. Này, hình như là bọn mình bị điện giật hay sao ấy, may quá không chết. Nhưng mà sao lại có hàng rào điện ở đây nhỉ? Suýt nữa thì mất mạng đấy. Có khi nào bọn họ đã quay hàng rào điện xung quanh đây để cho bọn mình không thoát ra được không nhỉ? Để đấy, để ta thử. Ui dồi. anh chị ơi, thôi em không ở đây nữa đâu, em muốn đi về. Từ từ để nghĩ cách đã, chứ tớ thấy rừng này bị vây kín bằng rào điện rồi, bây giờ bọn mình mà ra là thành thịt nướng hết đấy. Tên em là chúng mày, cái Tuyến đâu? Nhờ. Nó đâu rồi? Ôi đồ ơi, đừng chết rồi. Cái quả này về ăn nói với bố nó thế nào bây giờ? Tại thằng Hiếu đấy. Tại cái gì? Tao rủ chúng mày thì là do chúng mày chứ tao không ép chúng mày đâu. Thôi rồi, mọi người bình tĩnh đã. Phải nghĩ cách ra khỏi đây. Mình đang làm một team mà, không cẩn thận lại thành kẻ thù đấy. Cuộc chiến sinh tử là chỉ còn đúng một người sống sót cuối cùng thôi. Mà bọn mình cãi nhau như thế này thì đúng theo ý của bọn tạo ra trò chơi rồi còn gì. Đúng rồi đấy. Bây giờ bọn mình đi vòng quanh rừng, tìm xung quanh xem còn lối ra nào không. Thế còn cái Tuyến thì sao? Không tìm nó à? Ôi giời, chúng mày còn đứng đó mà cãi nhau được à? Nhanh lên, không là tối là chết hết cả lũ bây giờ đấy. Được rồi, bây giờ phải bình tĩnh, tìm cách ra khỏi đây đã, rồi mình báo công an để họ cùng tìm với mình, chứ không chết cả lũ thật đấy. Những người còn lại sẽ phải chạy theo hướng 9 giờ để nhận được thư và thực hiện thử thách tiếp theo. Người chạy sau cùng sẽ là người bị loại. Ui dồi, nhanh lên! Nhanh lên! Anh đau quá! Anh đi! Chạy tiếp đi không kìa! Thằng Long Tổ thẳng đấy! Anh đau quá! Không! Anh Hiếu! Anh có sao không? Anh Hiếu! Không ổn này Hùng ấy! Mày chạy theo thằng Long Tổ nhanh không chết cả lũ đấy! Đi! Đi! Lương lự gì nữa! Đi! Được rồi! Tao sẽ quay lại đó chúng mày! Đi! Sao không? Chúng mày tới muộn rồi nhá. Tao nắm được bức thư tiếp theo rồi. Thằng Hiếu, mày đi cuối cùng, mày sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Bức mật thư tiếp theo đâu? Đang trong tay tao đây. Tao là người chiến thắng rồi. Được rồi, cho dù là tao bị loại, nhưng bọn tao vẫn muốn biết trong bức mật thư viết gì, để bọn tao biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Được, tao sẽ thành toàn cho chúng mày. Kẻ chơi bẩn sẽ phải chết. Ô, là sao vậy? Ô, đứa nào chơi bẩn đấy? Tao không chơi nhá. Em cũng thế. Con ai gì đấy, không phải tao nhá. Em bảo không phải tao mà lại. Ui. Không thở nữa anh Hiếu. Hóa ra nó là người chơi xấu bọn mình à? Không biết bao giờ mới tới lượt bọn mình à? Tao không muốn chết đâu. Ô, gì đấy? Người đọc tờ giấy này sẽ phải chọn ra một người bị chết. Sau 5 phút mà không chọn được thì người chết sẽ được chọn ngẫu nhiên. Anh Hiếu ơi, em sợ lắm, em không muốn chết đâu. Bọn tao cũng không muốn chết đâu. Giờ bốc thăm đi, coi như là số phận an bài. Mẹ ơi, cứu con. 5 giây nữa thôi. Nhanh lên, còn 3 giây nữa thôi. Chết thì chết. Không vặn được. Chị Tuyến ơi, nhanh lên, có người chết bây giờ. Tao đang cố nên mày không thấy à? Nhanh anh Hiếu ơi. Anh Hiếu ơi. Tỉnh lại đi! Tao! Tao ơi! Tao! Tao ơi! Tao ơi! Tao! Dậy đi! Hiếu ơi! Thời gian đã hết. Nếu còn chần chừ hay do dự, tất cả sẽ chết. Bọn tổ chức ra trò chơi này, chúng nó lừa mình rồi. Nó chỉ coi mình như con cá nằm trên thớt thôi. Thích băm thì băm, thích chặt thì chặt. Bọn mình đi vào khu rừng này mà không nói với ai. Bây giờ nếu bọn mình mất tích cũng không ai biết để báo cảnh sát cả. Khéo bọn mình chết mất xác ở đây mất. Chúng biết tất cả mọi hành động của chúng ta, nghĩa là quanh khu rừng này đều được lắp đặt camera hết rồi. Chúng mày có giỏi thì ra đây. Chúng mày ra đây đi. Đừng có núp ngoài đấy rồi hại từng người bọn tao nữa. Chúng mày ra đây. Ra đây. Ra đây. Trả lại em gái cho tao. Trả lại em gái cho tao. Mày bình tĩnh đi, giữ sức mà còn chạy trốn. Chúng nó ở trong tối, bày binh bố trận hết rồi. Mình ở ngoài sáng có muốn làm gì cũng không làm lại chúng nó đâu. Còn Tuyến chết rồi, rồi đến thằng Long nữa, rồi xong là em gái của tao đấy. Rồi tiếp đến sẽ là cả ba đứa mình, có biết không? Bây giờ mình phải tìm được hết camera được lắp xung quanh đây, thì bọn chúng sẽ không theo dõi được mình nữa. Đúng đấy, làm đi rồi từ từ giải quyết. Tìm đi. Đây rồi. Mày chết đi. Mày chết đi. Chết đi, mày chết đi. Ở đây cũng có nè. Các ngươi khá lắm. Nhưng giờ các ngươi muốn thoát khỏi đây và cứu những người đã nằm xuống thì các ngươi có 15 phút để đi về phía mặt trời lặn, vượt qua chướng ngại vật cuối cùng. Nếu không, bạn của các ngươi sẽ chết vĩnh viễn. Nói vậy là cái Thảo nhà tao, cái Tuyến, rồi thằng Long vẫn chưa chết đúng không? Thế nhưng mà cái Tuyến đâu? Khốn kiếp! Mày thử động vào bạn tao xem. Thôi Hiếu, đi thôi. Mày muốn gì? À, ninja đấy hả? Này, đã nghe câu 3 đánh 1 không chuột cũng què chưa? Này chúng mày, đây là thử thách cuối cùng của chúng mình đấy à? Tất cả chúng mày đừng mong chạy thoát khỏi khu rừng này. Cố lên Hiếu ơi! Cố lên Hiếu ơi! Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Thì ra là mày chọn cái chết à? rồi. Ông là ai? Tao là người tổ chức ra trò chơi sinh tử này. Cái Tuyến bạn tôi đâu? Có phải ông bắt giữ nó, ông đưa nó đi rồi đúng không? Hóa ra chính ông là người điều khiển trò chơi khốn nạn này à? Yên tâm, bạn của chúng mày vẫn còn sống. Ta bắt nó để tăng hấp dẫn cho trò chơi thôi. Ba người kia chúng phi tiêu độc, có thể làm tim ngừng thở một thời gian nhất định. Nhưng nếu không có thuốc giải thì sẽ đi ngủ với run đấy. Hóa ra là ông lừa chúng tôi à? Là do chúng mày quá ngu thôi. Trò chơi sinh tử thì phải có kẻ sống người chết chứ. Chúng mày đã ký giấy thì phải chấp nhận thôi. Tại chúng tôi không nghĩ là trò chơi nguy hiểm đến mức dễ dàng chết người như thế này. Ông mau đưa thuốc giải đây, để tôi cứu em gái và hai đứa bạn tôi. Đấy là một bài học cho chúng mày. Nhưng mà thôi, tao sẽ cho chúng mày một con đường sống. Cho bạn bè và em gái của mày uống đi. Thằng kia, mang nó ra đây. Nhìn cái gì? Mày mà không cho bọn nó uống nhanh lên là chúng nó ngủ luôn đấy. Nhờ trò chơi này mà chúng mày được 25 triệu người theo dõi. Chúng mày nổi tiếng rồi đấy. Khốn nạn. Hóa ra là chúng mày lắp đặt camera rồi phát trực tiếp ăn tiền à? Thế chúng mày nghĩ 200 triệu tiền thưởng ở đâu ra? Khốn nạn. Chúng mày nghe đây, tao cho chúng mày một cơ hội làm ăn tốt. Giờ khán giả đang yêu cầu ba đứa chúng mày bước vào phòng thi phụ tiếp theo để xem ai đạt giải nhất. Sau đó tiếp tục thi đấu với 8 đội nữa. Giải thưởng lên đến 500 triệu đồng. Đây là 50 triệu, tao ứng trước cho bọn mày. Hiếu ơi, làm sao bây giờ? Tiền bạc đã là gì so với tính mạng con người? Với tao bây giờ ấy, tính mạng mới là quan trọng. Bọn mình phải an toàn và trở về nhà, mày hiểu chưa? Hiếu, đi thôi. Nhưng mà đúng là bọn ngu. Đi thôi. Tuyến ơi, nếu không phải đã ký hợp đồng trò chơi thì tao đã báo công an rồi. Dù sao hắn cũng không hại chết ai. Mày báo công an cũng vậy thôi, không làm gì được đâu. Đưa chúng nó ra ngoài nhanh đi. Đi Tuyến ơi.